Nên cho tôi xin một like nhá. Hôm nay phải win thông á, phải win thông á. Không có thua được. Chơi giờ chơi game để win không có thua được nha. Mình đặt chiến thắng lên hàng đầu nè. Cảm ơn KKK nha, cảm ơn em. Em KK này em ngầu quá, em internet em chả ghi gì hết. Khó chịu nha. Rồi rồi rồi. Bắn nó sắp chết rồi em ơi. Bắn nó sắp chết rồi, pha này gieo xài cái E cho mình xong lát lên đúp E là sắp chết. Lát lên đúp E nào. Đừng lát lên đúp, lát lên đúp E chứ không có E đúp nha ông nội. Để nó làm anh em ơi. Trời ơi, thiệt nói y như gần luôn ấy. Mấy ông này mấy ông không có biết. Trời ơi, mấy ông này không có biết đúp E kìa. Ngon quá. Ma quên còn phải sức ta. Chết rồi. Quên nó còn sức ta. Ê da. Cái bài giết nó chắc Quýnh Thành đổi mạng luôn. Ảo thật đấy. Ừ. Má đúng luôn, mỗi lần chơi chơi con này gặp con gheo. Sao mấy ông này không biết đúp E vậy ta. Khó chịu ghê. Cái bộ nó dễ mà ta. Đánh đúp xong trên đường em đúp á. Trên đường đúp tôi bấm E cái là nó sẽ không có lát được. Chỉ cần trong tầm thôi nó sẽ không lát được. Mà mấy ông này mấy ông cứ lát lên đúp xong rồi kiểu để người ta dính đúp rồi mới xài E. Vậy đâu có dính được đâu, nó lát mà, phải xài mà. Trời anh nói mới biết luôn á. Phải. Đang đánh cũng coi stream nó ẩu thì chứ thiệt chứ. Mấy cái ông này. Mình nói chuyện nó nghe luôn em ơi, hay quá. Vậy là nãy nó nghe mình nói cho nên nó mới lát lên đúp đúng không? Wow. Ây da. Phải nó hàm mạng sách đau quá. Quỷ kia nó 700 vàng chú bơ quá anh em ơi. Thôi kệ, chết 300 vàng cũng sao. Phải nó ăn con nghĩa tâm 700 vàng chú bơ quá. Phải ăn á. Mấy phải này không có bỏ được. Eo chụp được nhanh em. Eo chụp nó thôi, eo chụp mình không được. Chùm mình em ơi. Giờ lấy cái khăn chùm vào nè. Mình bị khùng. Nó không khùng lắm. Không để nữa. Không để quỷ này cầm gầm vào phai. Cờ lên đây chùm rồi. Lên đây chùm rồi. Bên này kêu anh em ơi. 2 phút nữa bên kêu có cái lá là bên kêu à. Quyết định trận đấu gồng 4 bên kêu à, khó bên kêu nha, nó có 2 đồng hồ với 1 gà khó nha. Chắc chip bộ kêu thôi, game này mình chip bộ kêu thôi. Bên kêu có à, nó có 2 đồng hồ với cái gà, giết người không có hồi chiêu được. Bây giờ tìm chủng lộn lớn. Hay thấu kính nè. Ui dạ. Thôi lỡ bên ta kêu luôn. Lỡ rồi.
Ai dở rồi, phải nó sống được rồi ta. Mình còn hồi máu. Dark Guardians never burn. Phải kia bắn quy hộp kìa, bị chúng giết hết nè. Never fall.
anh em nhấn like subscribe cho tôi nhé, mong anh em nhiều.